Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu của một số bạn thì tôi sẽ làm clip hướng dẫn các bạn phân biệt các dòng Lofo Fora khác nhau nha. Hiện tại thì tôi đang có 3 dòng khác nhau đang nở hoa trong vườn của tôi nè các bạn à. Thì một số bạn lầm tưởng là Lofo là phân biệt các loại khác nhau là bởi vì cái hình dáng bên ngoài của nó nhiều lông, ít lông, hay là có màu xanh đậm, xanh nhạt, xanh chuối hoặc là xanh da trời, xanh vàng chẳng hạn gì. Nhưng mà cái đó cũng là một phần thôi. Còn thật sự để mà chính xác phân biệt nó thì chúng ta phải dựa vào hoa nha các bạn. Dòng Lofo này phân biệt chính xác nhất là dựa vào hoa. Còn nếu một số bạn mà chơi lâu á, thì các bạn có thể nhìn vào cái màu sắc, cái hình dạng của nó thì cũng có thể khẳng định một phần là nó thuộc vào giống nào nha. Nhưng mà cái đó là các bạn phải chơi lâu các bạn mới nắm bắt được. Còn dễ dàng nhất thì các bạn phải nhìn vào cái hoa của nó thì các bạn mới đưa ra được câu trả lời chính xác nó là thuộc dòng gì. Thì thứ nhất ở đây là dòng Lofo Fora William C. Đây, đây là hoa của nó nè các bạn. Đây là vườn của tôi thì trồng đa số là dòng William C nha. Đây cho các bạn xem rõ, cái hoa của nó là màu trắng, cánh tròn, có màu hồng ở giữa, màu phớt hồng ở giữa nhẹ thôi. Thì mình nhìn sơ qua thì mình thấy nó là màu trắng hồng, màu trắng hồng nha các bạn. Hoa nó tròn nè, hoa to tròn. Và kế tiếp là dòng hoa màu trắng tinh hoàn toàn luôn. Thì đây là dòng Diffusa, Lofo Fora Diffusa. Đây, thì cái dòng này nó cũng rất đặc biệt, nó có cái màu sắc mình cũng rất là dễ nhận biết nha các bạn. Màu xanh chuối hoặc là màu vàng chanh à. Diffusa thì nó có cái màu rất đặc biệt, mà ngay cả cái form của nó cũng vậy, nó sẽ là mũm mĩm hơn những dòng khác nha. Mình nhìn nó sẽ béo, ú na ú nần luôn. Đây nè, cây này cũng là Diffusa mà hiện tại nó chưa có hoa. Cây này nếu có hoa thì nó cũng sẽ là hoa màu trắng tinh như thế này luôn. Màu trắng, cánh hoa nhọn và không có pha một bất kỳ một cái màu nào khác ở trên cái hoa của nó. Đó, cái form của nó là nó rất ít ngón thôi, nó cứ tròn to mập. À, còn tiếp theo là dòng Grissy, là hoa nó màu hồng nha các bạn. Cái hoa này thì mới nở hôm nay cho nên nó cũng chưa hồng lắm. Ngày hôm sau thì nó sẽ hồng rất đậm luôn. Đây này, cái đây là cái hoa nở 2 ngày đây, màu hồng rất đậm. Dòng Grissy các bạn. Đây. À, để tổng thể như thế này thì các bạn cũng rất là dễ nhận biết ha. Ba dòng, ba loại hoa khác nhau, và chỉ cái chính xác nhất là khi chúng ta phân biệt nó bằng hoa thôi. Còn các bạn chơi ở một cái lâu năm có nhiều kinh nghiệm thì mình nhìn vào hình dáng thì mình có thể là đoán được thôi. Giống như đây là dòng Rixi thì cái kiểu cây của nó, cái vân của nó sẽ rất là đặc sắc nha các bạn. Các bạn có nhìn cái vân của nó hình thành nè, rất là phức tạp chi li luôn. Đó, cái dòng Rixi này rất là hay. Đây nè, trên cây đây các bạn thấy cái ngón của nó không? Ngón của nó là nhô ra rất là đều đặn u luôn, như là một công trình kiến trúc vậy các bạn à. Còn đối với dòng William thì rất là đơn giản thôi. Đó, nó không có ngón nhiều nhưng mà nó chia thành những cái múi, có những cái núm lông phân bố đều. Đó, đây là dòng William. Trong dòng William thì nó sẽ hình thành những cái form khác nhau, rồi người ta đặt nhiều tên nữa. Thì để chi tiết thì tôi sẽ giới thiệu các bạn ở những clip sau. Còn clip này thì các bạn phân biệt ba loại cơ bản này trước đi. Thì ngoài ra nó còn có một dòng cơ bản là Chodania, nhưng mà hiện tại thì tôi chưa có giống của dòng này.
Jordania thì hoa nó cũng màu hồng nhưng mà cái phấn của nó lại là màu hồng luôn. Ở đây chúng ta thấy hoa màu hồng nhưng mà phấn màu vàng nè. Đó, dòng Jordania thì hoa nó màu hồng, cái phấn nó lại màu hồng nữa, nó lại đặc sắc hơn thằng Vixi nữa. Cái hình hài của nó thì cũng rất là thú vị. Rồi ok, thì tôi xin được kết thúc clip này ở đây. Các bạn xem clip nếu mà thấy hữu ích thì cho tôi một like và một subscribe nha các bạn. Nếu các bạn có muốn biết thêm chi tiết thì có thể inbox kênh Facebook Thế Giới Xương Rồng để các bạn trao đổi với tôi thêm nha. Rồi, xin chào, tạm biệt các bạn.